phật dạy này thiện hiện vì bốn niệm trụ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn niệm trụ chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng như vậy chỉ có giả nói vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện vì pháp môn giải thoát không chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ có giả nói nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện cũng như vậy, chỉ có giả nói. Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì mười địa Bồ Tát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười địa Bồ Tát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không mười địa bồ tát cũng như vậy chỉ có giả nói vì mười địa bồ tát chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì năm loại mắt chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì năm loại mắt chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không năm loại mắt sáu phép thần thông cũng như vậy chỉ có giả nói vì năm loại mắt sáu phép thần thông chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh